Mình tiếp tục review cái bộ led LG 32LF510D nha. Cái mã của nó là 32LH51 gạch dưới HD. Cái bộ này là hai cây 5 bóng 3V, chiều dài là 59 cm. Mình ghi chú là socket lớn, lát mình sẽ nói coi tại sao là socket lớn socket nhỏ là sao. Thì trước tiên là chiều dài đây, đúng 59 luôn nha, đúng 59 luôn. Vì cái mã của nó đó thì cái mã chính của nó là mã này 32LH51 gạch dưới HD, hai cây giống nhau nha. Nó còn có một cái mã phụ á, đây mã phụ đây SSC gạch dưới 32 in gạch dưới HD RV05 đó, và cái mã này mã phụ nha. Còn cái chuyện mà mình nói mà socket lớn socket nhỏ đó thì cũng là LG 32LF5510 gì đó, nhưng mà nó có một dòng mà mình thấy là đây cái socket ở trên này là socket lớn nè, thấy không, nó lớn hơn 1 cm ha. Còn socket loại này là socket nhỏ nè, nó nhem nhem khoảng 8-9 ly gì đó đó, cho nên mình sẽ ghi chú là thằng này là socket lớn nha, còn này socket nhỏ nè. Thì cái dòng mà 32LH515 á, đây mình ghi chú là 55 nè, thì nó xài socket nhỏ nha. Còn nhiều khi nó thay panel hay gì các kiểu á thì tốt nhất là mình tháo cây led ra, cũng là hai cây 5 bóng nhưng mà một thằng là socket lớn, một thằng socket nhỏ nha. Thì cái này nếu mình kêu là hai cây 5 bóng socket lớn là cái thằng đó, thằng mình đang review á. Còn cái bộ kia là cũng là hai cây 5 bóng nhưng mà socket nhỏ, thì socket nhỏ này mình sẽ làm review vào một cái clip sau. Còn trong clip này là hai cây 5 bóng socket lớn LC32LF51 510D. Cái mã của cái mà sản phẩm bên ngoài á, thì nói chung là nếu như hàng zin xuất xưởng thì nó sẽ chuẩn led ở bên trong, còn nhiều khi bảo hành nó thay panel hay bị độ panel gì đó thì nó thay panel, hoặc là trong hãng nó bị bể hay gì nó bảo hành nó thay qua thay lại á, thì socket lớn socket nhỏ mình cũng không chừng được. Nhưng mà zin xuất xưởng của nó đó, thằng này là socket lớn, còn thằng 32LH515 á là socket nhỏ, 32LH510 lại là socket lớn, kiểu vậy á. Nói chung là cái clip này mình review là hai cây 5 bóng socket lớn. Anh em có nhu cầu review cái bộ led nào thì để lại comment bên dưới nha. Hoặc có nhu cầu mua led á, mỗi bộ led nào mà tìm không ra link hay cần chích giá gì đó thì liên hệ mình, số điện thoại mình để trong phần thông tin bên dưới.